Vào tháng 12 năm 1799, George Washington, vị tổng thống đầu tiên của Hoa Kỳ, bắt đầu cảm thấy đau họng và khó thở. Với tư cách là một cựu tổng thống, ông được tiếp cận với một đội ngũ y bác sĩ hàng đầu thời bấy giờ. Họ chẩn đoán và điều trị cho ông bằng phương pháp rút máu. Tổng cộng, các bác sĩ đã rút 2,5 lít máu của Washington trước khi ông qua đời chỉ 2 ngày sau khi xuất hiện triệu chứng đau họng. Ngày nay, giới chuyên gia y khoa vẫn tranh luận về căn bệnh thực sự đã cướp đi sinh mạng của Washington. Tuy nhiên, tất cả đều đồng ý rằng việc rút quá nhiều máu không những không giúp ích mà còn có thể đã gây hại cho ông, thậm chí đẩy nhanh quá trình tử vong, trong khi bệnh tình của ông có khả năng tự khỏi. Suốt hơn 200 năm qua, hiểu biết của chúng ta về cơ thể người, bệnh tật, phương pháp điều trị và thực hành y khoa đã có những bước tiến vượt bậc. Nhờ đó, tuổi thọ trung bình của con người được nâng cao, tỷ lệ tử vong ở trẻ sơ sinh giảm đáng kể và chất lượng cuộc sống của những người mắc bệnh mãn tính được cải thiện rõ rệt. Cũng giống như y học, kinh tế học là một lĩnh vực nghiên cứu không ngừng phát triển và có tác động to lớn đến cuộc sống của chúng ta. Khi nhắc đến sự gia tăng mức sống trong lịch sử gần đây, chúng ta thường ca ngợi những ngành khoa học truyền thống. Điều này hoàn toàn dễ hiểu bởi vì mỗi khi bạn thực hiện một cuộc gọi, mua sắm trong siêu thị đầy ắp hàng hóa hay đơn giản là không bị nhiễm trùng thông thường, bạn đều được hưởng lợi từ những tiến bộ trong vật lý, y học, hóa học và rất nhiều ngành khoa học khác. Tuy nhiên, ít ai nhận ra rằng nhiều tiến bộ trong số đó đã được điều chỉnh và thúc đẩy bởi sự hiểu biết ngày càng tăng của chúng ta về nền kinh tế và cách thức vận hành hiệu quả của nó. Mặc dù không trực quan bằng, nhưng có một lập luận rất thuyết phục rằng chính những tiến bộ trong hệ thống tài chính, hoạt động thương mại và kiểm soát kinh tế đã mang lại cho chúng ta sự giàu có và thịnh vượng như ngày nay, cũng như tất cả những tiến bộ công nghệ khác trong cùng khoảng thời gian đó. Nhìn về tương lai, điều này có nghĩa là về mặt lý thuyết, những đột phá hơn nữa trong kinh tế học có thể giúp tạo ra một thế giới mà tất cả chúng ta đều sống như những tỷ phú. Đây là một tuyên bố táo bạo, nó cũng đặt ra một câu hỏi hết sức quan trọng. Chúng ta thực sự hiểu biết đến đâu về kinh tế? Liệu chúng ta có phải là những lang y của thế kỷ 18 đang cố gắng chữa trị nền kinh tế nhưng lại gây hại nhiều hơn là lợi? Hay kiến thức của chúng ta về kinh tế đã gần như hoàn thiện, chỉ còn những điều chỉnh nhỏ? Để tìm ra câu trả lời, chúng ta cần giải đáp một số câu hỏi then chốt. Những tiến bộ trong kinh tế học đã chuyển hóa thành những cải thiện cụ thể nào trong cuộc sống của người dân trên toàn thế giới? Làm thế nào để đánh giá mức độ hiểu biết của chúng ta về kinh tế? Và liệu những hiểu biết này có đủ để giải quyết những vấn đề mang tính sống còn như đạt được tăng trưởng vô hạn trong một thế giới hữu hạn hay không? Giống như việc tìm hiểu về vật lý giúp chúng ta hiểu rõ hơn về bản chất của vũ trụ, tìm hiểu về kinh tế học sẽ giúp chúng ta hiểu rõ hơn về cách con người tương tác với những thứ có giá trị. Kinh tế học là một ngành khoa học xã hội nghiên cứu cách con người đưa ra lựa chọn trong bối cảnh nguồn lực khan hiếm. Vấn đề kinh tế trung tâm mà chúng ta phải đối mặt là làm thế nào để thỏa mãn nhu cầu và mong muốn vô hạn của mình với nguồn lực hữu hạn. Hiểu được nguyên tắc này sẽ giúp chúng ta đưa ra những quyết định sáng suốt hơn trong mọi khía cạnh của cuộc sống, từ việc quản lý tài chính cá nhân đến việc sử dụng hiệu quả tài nguyên của cả hành tinh. Trong bài toán phân bổ nguồn lực khan hiếm để đáp ứng nhu cầu vô hạn, chúng ta phải chấp nhận rằng không có giải pháp hoàn hảo cho vấn đề kinh tế trung tâm. Tuy nhiên, thay vì tìm kiếm một đáp án duy nhất, chúng ta có thể chia sẻ bài toán này thành 4 câu hỏi then chốt. Sản xuất cái gì? Sản xuất bao nhiêu? Sản xuất như thế nào? Và sản xuất cho ai? Mọi lý thuyết kinh tế, dù đơn giản hay phức tạp, đều là nỗ lực của con người nhằm trả lời 4 câu hỏi cơ bản này. Mục tiêu cuối cùng là tìm ra cách thức phân bổ nguồn lực hiệu quả nhất để tối đa hóa lợi ích cho xã hội. Chủ nghĩa tư bản, một trong những lý thuyết kinh tế phổ biến nhất hiện nay, đưa ra lời giải cho 4 câu hỏi trên dựa trên cơ chế thị trường. Theo đó, thị trường sẽ quyết định sản xuất những mặt hàng có nhu cầu cao nhất với số lượng phù hợp bằng phương pháp sản xuất hiệu quả nhất và phân phối đến những người có khả năng chi trả. Tuy không phải là một hệ thống hoàn hảo, nhưng chủ nghĩa tư bản đã chứng minh được hiệu quả trong việc phân bổ nguồn lực và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Nhưng hệ thống này vẫn còn tồn tại những hạn chế nhất định. Một trong những điểm yếu của chủ nghĩa tư bản là việc xử lý các mặt hàng có giá trị âm. Đây là những thứ mà sự tồn tại của chúng
gây hại cho môi trường và xã hội, chẳng hạn như rác thải, ô nhiễm, chất thải hóa học, nhiên liệu hạt nhân đã qua sử dụng và đặc biệt là khí thải nhà kính. Mặc dù mọi người đều mong muốn loại bỏ những thứ này, nhưng cơ chế thị trường của chủ nghĩa tư bản lại chưa có giải pháp hiệu quả để buộc các bên chịu trách nhiệm phải gánh chịu chi phí cho việc tạo ra chúng. Thậm chí, theo logic lạnh lùng của kinh tế học, những người không có khả năng tạo ra giá trị kinh tế, chẳng hạn như người khuyết tật, người già yếu hoặc người thất nghiệp, cũng có thể bị coi là mặt hàng có giá trị âm. Điều này nghe có vẻ tàn nhẫn và thực tế đã dẫn đến những hệ lụy đáng tiếc trong quá khứ. Tuy nhiên, với dân số già hóa ngày càng tăng ở nhiều quốc gia, chúng ta cần tìm ra giải pháp nhân văn và hiệu quả hơn để hỗ trợ những người không còn khả năng lao động. Nhiều nền kinh tế trên thế giới đã và đang tìm cách vá víu những lỗ hổng trong mô hình phát triển của mình bằng nhiều giải pháp khác nhau, chẳng hạn như định giá carbon hay chính sách hưu trí bắt buộc. Nhưng những biện pháp này đôi khi lại gây ra nhiều vấn đề hơn là giải quyết được vấn đề. Để hiểu rõ hơn về tình hình này, chúng ta hãy cùng nhìn vào lĩnh vực kinh tế học và so sánh nó với một ngành khoa học khác, đó là vật lý. Trong lịch sử, thuyết địa tâm với quan điểm cho rằng trái đất là trung tâm của vũ trụ và vạn vật, bao gồm cả mặt trời, đều quay xung quanh nó, đã từng được sử dụng để giải thích hầu hết các hiện tượng thiên văn quan sát được. Thuyết địa tâm đã từng giúp con người định hướng, theo dõi các mùa và nhiều hiện tượng thiên văn khác. Mặc dù có một số điểm chưa giải thích được về sự chuyển động của các thiên thể, nhưng những điểm bất cập này thường được lý giải bằng nhiều cách giải quyết khác nhau và đôi khi lại tạo ra thêm nhiều vấn đề phức tạp hơn. Điều này nghe có quen thuộc không? Liệu chủ nghĩa tư bản trong kinh tế học có đang đi vào vết xe đổ của thuyết địa tâm trong thiên văn học? Thực tế là chúng ta không thể biết chắc chắn điều gì mà chúng ta chưa biết. Biết đâu vào một ngày không xa, một nhà kinh tế học lỗi lạc nào đó sẽ tạo ra một cuộc cách mạng trong cách chúng ta quản lý nền kinh tế, giống như bước tiến vào kỷ nguyên vũ trụ vậy. Nghe có vẻ khó tin, nhưng những cuộc cách mạng như vậy đã từng xảy ra và tác động của chúng là vô cùng lớn. Chẳng hạn, sự ra đời và ứng dụng rộng rãi của động cơ hơi nước cùng với một số công nghệ khác được coi là động lực của cuộc cách mạng công nghiệp, đưa nhân loại bước vào quỹ đạo tăng trưởng kinh tế mạnh mẽ như hiện nay. Trước khi kinh tế học trở thành một ngành khoa học chính thức, chủ nghĩa trọng thương là hệ thống kinh tế phổ biến trên toàn cầu. Tư tưởng chủ đạo của chủ nghĩa trọng thương là một quốc gia nên cố gắng xuất khẩu càng nhiều càng tốt, đồng thời hạn chế nhập khẩu ở mức tối thiểu. Bằng cách này, quốc gia đó có thể tích lũy được nhiều vàng nhất có thể. Vào thời điểm đó, khi kinh tế học chưa được nghiên cứu một cách bài bản, quan điểm này nghe có vẻ hợp lý. Vàng được xem như một hình thức dự trữ giá trị phổ biến. Vì vậy, muốn trở nên giàu có, bạn phải tích trữ càng nhiều vàng càng tốt. Tuy nhiên, chủ nghĩa trọng thương không còn là cách thức vận hành nền kinh tế hiện nay. Các nghiên cứu kinh tế đã chỉ ra rằng hợp tác kinh tế và thương mại tự do tạo ra nhiều của cải hơn cho tất cả các quốc gia tham gia. Lý do là vì mỗi vùng miền đều có lợi thế riêng trong việc sản xuất một số mặt hàng nhất định. Nếu mỗi quốc gia tập trung vào thế mạnh của mình, thế giới sẽ trở nên giàu có hơn. Hơn nữa, thương mại quốc tế còn giúp sản xuất ra những mặt hàng mà một quốc gia đơn lẻ không thể tự sản xuất được, bất kể quốc gia đó lớn đến đâu. Để minh chứng cho tầm quan trọng của hợp tác kinh tế, hãy xem xét một ví dụ cụ thể. Khi bạn xem video này, bạn đang được hưởng lợi từ những tiến bộ công nghệ. Nhưng bên cạnh công nghệ, chúng ta cũng cần ghi nhận vai trò của hệ thống kinh tế phức tạp đã điều phối và kết nối các công nghệ đó. Video bạn đang xem sẽ không thể ra đời nếu thiếu đi thạch anh giàu silic. Và câu chuyện về hành trình của thạch anh để tạo nên chiếc điện thoại của bạn cũng vô cùng thú vị. Thạch anh từ Nam Mỹ được tinh chế thành silic nguyên chất, sau đó được vận chuyển đến Đức. Tại đây, một công ty tên là Jace đã sử dụng silic để chế tạo ra những tấm gương có độ chính xác đến từng micromet. Để đạt được độ chính xác cao như vậy, Jace sử dụng những cỗ máy đặc biệt có khả năng biến silic thành hơi, sau đó cho lắng đọng từng nguyên tử một lên bề mặt gương. Những cỗ máy này là thành quả của sự hợp tác nghiên cứu giữa hàng chục trường đại học và viện nghiên cứu trên khắp châu Âu và Bắc Mỹ. Sau khi hoàn thành, những tấm gương này được chuyển đến Hà Lan cho một công ty tên là ASML. Tại ASML, chúng được lắp ráp vào những cỗ máy sản xuất chip điện tử hiện đại bậc nhất thế giới, được gọi là FABS. Để tạo ra một chiếc điện thoại thông minh, hành trình bắt đầu từ những phòng thí nghiệm tối tân
nơi những tấm gương hoạt động kết hợp nhịp nhàng với tia laser công suất cao, khắc lên các khối silicon nguyên chất, những họa tiết phức tạp của chip máy tính. Những con chip tí hon này, trái tim của CPU và GPU, sau đó được chuyển giao cho những gã khổng lồ công nghệ như TSMC, nơi chúng được thổi hồn dựa trên thiết kế của những ông lớn như AMD, Intel hay Nvidia. Hành trình tiếp tục với những dây chuyền sản xuất hiện đại của Foxconn, nơi những con chip nhỏ bé kia được lắp ráp tỉ mỉ cùng vô số linh kiện tiên tiến khác, từng bước hình thành nên một chiếc điện thoại thông minh hoàn chỉnh. Từ đây, những chiếc điện thoại thông minh này được khoác lên mình thiết kế tinh tế của Apple và sẵn sàng đến tay người tiêu dùng trên toàn thế giới. Tuy nhiên, ít ai biết rằng chuỗi cung ứng phức tạp này, từ phòng thí nghiệm đến tay người dùng, chỉ mới là phần nổi của tảng băng, chiếm chưa đến 1% trong tổng số các công đoạn cần thiết để tạo ra một chiếc điện thoại thông minh. Bên cạnh đó còn là mạng lưới vận chuyển toàn cầu, hệ thống bảo mật nghiêm ngặt và cả những nỗ lực không ngừng nghỉ của các tổ chức nghiên cứu nhằm cách mạng hóa công nghệ, tạo nên nền tảng cho toàn bộ chuỗi cung ứng này. Thật dễ dàng để trầm trồ trước kỳ quan của khoa học và kỹ thuật hiện đại, bởi lẽ toàn bộ quá trình này là minh chứng rõ nét cho sự hợp tác kinh tế, thương mại tự do và phân công lao động hiệu quả trên quy mô toàn cầu, kết nối hàng chục quốc gia và hàng triệu người lao động. Thành tựu phi thường này sẽ không thể đạt được nếu không có những đóng góp to lớn của những nhà kinh tế học lỗi lạc như Adam Smith, người đã đặt nền móng cho sự thịnh vượng kinh tế hiện đại. Hơn thế nữa, sự giàu có của thế giới ngày nay còn là kết quả của những lý thuyết kinh tế tân tiến, đặc biệt là những tư tưởng của Keynes, người đã chỉ ra rằng chính phủ có thể điều tiết chu kỳ kinh tế, tận dụng cả giai đoạn tăng trưởng và suy thoái để thúc đẩy nền kinh tế phát triển bền vững và thoát khỏi nợ nần. Ngày nay, trường phái kinh tế tân Keynes với những nguyên lý về quản lý nợ công, việc làm, lạm phát, thuế và sản lượng cung ứng đã trở thành kim chỉ nam cho các nhà hoạch định chính sách kinh tế trên toàn thế giới. Nhờ đó, thế giới đã và đang chứng kiến sự thịnh vượng chưa từng có, vượt xa những gì Keynes có thể tưởng tượng khi ông còn sống. Nhưng giữa những thành tựu rực rỡ đó, chúng ta không nên tự mãn cho rằng kinh tế học đã đạt đến đỉnh cao và không còn gì để khám phá. Thay vì khẳng định chắc nịch, hãy tự hỏi đâu là giới hạn của kinh tế học. Cần nhớ rằng kinh tế học không phải là phép màu, nó không thể tạo ra của cải từ hư không. Thay vào đó, kinh tế học là la bàn định hướng, giúp con người phân bổ nguồn lực một cách hiệu quả nhất để đạt được mục tiêu mong muốn. Mục tiêu lý tưởng của kinh tế học chính là mang lại sự thịnh vượng công bằng cho mọi thành viên trong xã hội. Và ngay cả khi mục tiêu đó chưa thể đạt được ngay lập tức, hiểu biết sâu sắc về kinh tế học vẫn là công cụ hữu hiệu để định hình xã hội theo hướng tốt đẹp hơn. Tuy nhiên, giới hạn của kinh tế học nằm ở chỗ nó không thể dự đoán tương lai một cách chính xác tuyệt đối. Bởi lẽ kinh tế học là một hệ thống phức tạp, chịu ảnh hưởng bởi vô số yếu tố khách quan và chủ quan biến đổi không ngừng theo thời gian. John Maynard Keynes, người đã góp phần xây dựng nên hiểu biết hiện đại của chúng ta về chu kỳ kinh tế, cũng từng thử vận may đầu tư dựa trên những biến động có thể dự đoán được của nền kinh tế. Tuy nhiên, nỗ lực của ông đã không mang lại kết quả như mong đợi. Câu chuyện này cho thấy, ngay cả những bộ óc lỗi lạc nhất cũng có thể gặp khó khăn trong việc dự đoán chính xác tương lai của nền kinh tế. Thực tế, việc các nhà kinh tế thường được khen ngợi hoặc bị chỉ trích dựa trên những dự đoán chính xác hoặc sai lầm về tương lai là điều không công bằng. Bản chất của tương lai là không thể đoán định, và việc đòi hỏi các nhà kinh tế phải đưa ra những dự đoán chính xác cũng giống như việc kỳ vọng một bác sĩ có thể nhìn thấu tương lai sức khỏe của bệnh nhân. Một bác sĩ có thể đưa ra chẩn đoán dựa trên kiến thức và kinh nghiệm của mình, nhưng không ai trách móc họ nếu bệnh nhân bất ngờ mắc phải một căn bệnh khác. Tương tự như vậy, các nhà kinh tế phân tích dữ liệu hiện có để đánh giá tình hình kinh tế. Họ có thể kết luận rằng không có gì đáng lo ngại, nhưng điều đó không có nghĩa là những biến cố bất ngờ không thể xảy ra. Thay vì cố gắng dự đoán tương lai, vai trò của các nhà kinh tế nên tập trung vào việc đưa ra những khuyến nghị chính sách cho hiện tại nhằm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, giảm thiểu rủi ro và hạn chế tác động tiêu cực tiềm ẩn trong tương lai. Một thách thức khác của kinh tế học nằm ở chính bản chất phức tạp của nó. Mặc dù việc nắm bắt các khái niệm cơ bản không quá khó khăn, nhưng việc nghiên cứu và kiểm chứng các lý thuyết kinh tế mới lại là một bài toán khác. Không giống như các ngành khoa học tự nhiên, kinh tế học không thể tạo ra môi trường phòng thí nghiệm để thực hiện các thí nghiệm. Hơn nữa, việc thử nghiệm một lý thuyết kinh tế mới trên quy mô quốc gia
là điều rất rủi ro, vì nếu lý thuyết đó không chính xác, nó có thể gây ra hậu quả nghiêm trọng cho hàng triệu người. Chính sự phức tạp và khó khăn trong việc nghiên cứu này khiến cho tiến bộ trong lĩnh vực kinh tế diễn ra chậm chạp. Nhưng mặt tích cực của nó là mỗi bước tiến, dù nhỏ bé, đều có thể mang lại lợi ích lâu dài cho nhiều thế hệ sau. Liệu có tồn tại một hệ thống kinh tế lý tưởng, nơi mà sự đổi mới được khuyến khích, người lao động được tạo động lực, việc phân bổ vốn được thực hiện một cách thông minh, đồng thời hạn chế tối đa những tác động tiêu cực thường thấy trong các nền kinh tế thị trường hiện nay hay không? Câu trả lời vẫn còn bỏ ngỏ. Nếu có thể tìm ra một phương thức quản lý kinh tế mới mang lại sự thịnh vượng cho toàn thế giới, chắc chắn người đó xứng đáng được trao giải Nobel ngay lập tức. Điều may mắn là chúng ta vẫn còn nhiều điều chưa biết về kinh tế học. Những biến động phức tạp của thế giới hiện nay chính là cơ hội quý báu để chúng ta học hỏi và chuẩn bị tốt hơn cho tương lai. Cảm ơn bạn đã xem video trên kênh Người Thành Công. Đừng quên nhấn nút đăng ký bên dưới để ủng hộ nhóm nhé!